các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Cách làm một số trợ phương. Dầu mè gừng. Ghĩa nát gừng tươi, vắt lấy nước, trộn đều lượng dầu mè tương đương. Dùng xoa bóp đánh gió khi cảm sốt, nhức mỏi, tức, trặc, đau bụng, sưng u, bôi lên vết lở ở tai, mũi, kẽ lát, sức đầu trị gàu và rụng tóc. Nên làm đủ trong 2-3 ngày, có thể xen kẽ với áp nước gừng.